Xin chào các bạn, mình là Tịch Nhan từ Phoenix Radio. Sau hơn 3 tháng, Phoenix Team chúng mình đã cùng các bạn đi đến số radio thứ 10. Sau khi nhận được những lời yêu cầu giới thiệu cuốn sách mà các bạn tâm đắc, trong số radio này, mình xin gửi tới các bạn cuốn sách mang tựa đề Một lít nước mắt của tác giả Kito Aya. Chắc hẳn người đọc không thể không cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái Aya bé nhỏ, và từ đó biết trân quý cuộc sống đủ đầy của mình hơn. Chưa từng trải qua thì chắc chắn không thể hiểu được rõ. Những dòng chữ trong nhật ký đã cho tôi thấy được một bi kịch quá đỗi đau lòng. Bỗng dưng một ngày thức dậy, ta dần mất khả năng đi, đứng, ngồi, điều khiển tay. Ta sẽ đối mặt với điều đó thế nào? Sẽ ra sao khi đêm về, nằm ngủ vẫn phải lo lắng liệu ta có nhắm mắt mãi hay không? Nếu phải sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác, ta có chịu được hay không? Phải bỏ hết những giấc mơ về tương lai từng có thì liệu ta có đủ nghị lực để mà sống tiếp? Biết được rằng dù có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy, thì căn bệnh cũng sẽ không thuyên giảm, chỉ có tệ đi, ta có thấy cuộc sống có ý nghĩa? Tôi không thể mà cũng không dám nghĩ đến việc mình đương đầu với nó thế nào nếu chuyện này xảy ra với tôi. Thật sự không dám. Vì vậy, tôi khâm phục nghị lực phi thường của Aya vô cùng. Qua từng trang sách một, có nước mắt nhưng cũng tràn đầy nghị lực sống, khát khao về tương lai của Aya, những ước mơ của thời học sinh về một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà văn đẹp làm sao, tràn đầy sức trẻ làm sao. Aya viết rất tốt, nếu không mắc bệnh, chắc hẳn một ngày nào đó cả thế giới sẽ cầm trên tay và say sưa đọc một tác phẩm của nhà văn Kito Aya. Tác phẩm mang một cái tên khác chứ không phải là Một lít nước mắt. Thậm chí Aya còn muốn kết hôn, còn muốn sinh con, vẫn còn yêu cuộc sống và muốn sống tiếp. Cảm nhận rõ lắm những ước mơ của Aya, chính vì vậy mà càng đau xót. Căn bệnh không thể chữa khỏi, nhưng không vì thế mà Aya buông xuôi, để bi kịch và nỗi buồn điều khiển cuộc đời mình. Cô vẫn tham gia trị liệu vật lý đều đặn, vẫn luyện tập phát âm, luyện tập đi đứng hàng ngày, luyện tập một cách chăm chỉ. Cô làm tất cả với một niềm tin là mọi chuyện sẽ khá lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Để một ngày, cô có thể chăm sóc bà điều dưỡng đã chăm lo cho cô, không khác gì con ruột của mình, và đền đáp lại công ơn của mọi người. Mình nhất định phải khỏe lại thật nhanh, để sau này còn chăm sóc lại cho bà. Bà nhất định phải đợi cháu nhé. Năm Aya 20 tuổi, sao có thể tàn nhẫn với một con người như thế? Căn bệnh này không chỉ mang lại bi kịch cho Aya mà còn cho cả gia đình của cô nữa. Nhưng cũng như Aya, gia đình cô cũng có một nghị lực phi thường. Một phần nghị lực của Aya được mang lại từ chính tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, từ sự giúp đỡ của những người bạn, từ sự giúp đỡ của những người thầy ở trường khuyết tật, từ sự yêu thương của những đứa em lớn là gửi tiền để chạy chữa cho chị, cố gắng trở thành y tá để giúp chị, hay là nhỏ nhoi thôi như là vẽ những chú thỏ lên đùi chị để chị mình khỏi cô đơn. Từ bác sĩ, y tá và điều dưỡng, Aya đã sống nhờ tình yêu thương và niềm tin trong suốt những năm trời chống chọi bệnh tật. Con thấy chuyện của mình không có gì đáng tự hào để kể cho mọi người. Con thấy xấu hổ lắm, vì chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Đời con toàn là những hối hận, vì đã không nỗ lực để làm nhiều việc nhân khi mình có thể. Một cuộc sống không có ý nghĩa, một cuộc sống không có lý tưởng, một con người thừa, con chỉ là gánh nặng. Aya đã thổ lộ như thế. Không đâu Aya ạ. Cuộc đời Aya tuy ngắn ngủi, nhưng Aya đã làm được nhiều điều rất lớn lao.
đó là truyền cho người khác nghị lực sống, truyền cho họ những cái nhìn lạc quan về một cuộc sống ấm áp trong tình yêu thương, giúp mọi người biết mình phải biết quý trọng hạnh phúc mình đang có, cho tất cả một bài học về sự chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên, và quan trọng nhất, phải biết cố gắng và nỗ lực hết mình để không bao giờ hối tiếc. Aya à, sự hiện diện của Aya trên cuộc đời này chính là một phép màu của cuộc sống. Hãy sống. Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh, một tâm hồn nhạy cảm, một gia đình ấm áp, một căn bệnh hiểm nghèo, một cơ thể tật nguyền. Đó là những gì Kito Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh thoái hóa tiểu não ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định. Thậm chí, việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khát khao cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước gánh lấy một số phận đau đớn. Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản. Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ khi họ mất đi, người ta mới nhận ra họ quan trọng như nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế. Kết thúc. Chỉ mới 25 tuổi 10 tháng, thế là đã kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi. Aya đột nhiên rơi vào tình trạng hôn mê rồi ngừng thở. Ngay cả trong giây phút hiểm nghèo đó, trái tim của Aya vẫn cố gắng đập, như thể nó muốn nói: Aya vẫn còn có thể cố gắng, sao có thể bỏ cuộc được chứ? Các bác sĩ vẫn cố gắng duy trì mạng sống cho con bé bằng cách truyền oxy vào cơ thể qua máy hô hấp nhân tạo. Khuôn mặt con bé trông mới thanh thản làm sao, như thể đang trong một giấc ngủ bình an. Tôi muốn thấy Aya mở to đôi mắt và nở nụ cười, dù chỉ một lần thôi. Ước sao Aya bỗng tròn tỉnh và nói chuyện với tôi: Aya, hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi. Con có cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ không? Gia đình tôi đã sớm biết rằng không còn chút hy vọng nào từ tình trạng của con bé. Mỗi khi đến bên cạnh giường Aya, chúng tôi đều cảm nhận được rằng con bé đang chống chọi với đau đớn. Chúng tôi đã trải qua nhiều điều, nhưng như thế này thì tàn nhẫn quá. Ông trời ơi, sao lại gây cho chúng tôi đau thương đến thế? Aya, nếu đúng là Chili đang đến gần, con hãy cố mở mắt nói lời tạm biệt gia đình. Aya, con có hiểu được những gì mẹ nói không? Thế nhưng, dù có gọi thế nào đi nữa, con bé cũng không thể đáp lại những cảm xúc và lời nói của chúng tôi. Bố của con, các em của con và mẹ đều đang ở đây, nhưng chúng ta không thể làm được gì cho con. Dù chỉ một chút thôi, chúng ta cũng ước sao có thể gánh bớt cho con sự đau đớn này. Lòng tôi giằng xé như rứt ruột rứt gan. Huyết áp của con bé bắt đầu tụt. Huyết áp của con bé tụt, nhịp thở cũng đang yếu dần, và rồi từ từ chậm lại. Tôi không dám tin vào suy nghĩ của mình, rằng khoảnh khắc chia tay với Aya đang đến gần. Tôi tự hỏi, không biết Aya muốn bản thân mình trông ra sao khi rời khỏi thế giới này. Chúng tôi bèn bật chương trình phát thanh ưa thích của con bé và đặt chiếc đài lên đầu giường. Khi đó đang đêm, bầu trời một màu tái mịt. Trong phòng bệnh, giữa sự bao bọc của bố mẹ và các em, chỉ còn tiếng nhạc cổ điển du dương. Tiếng đài đã được chỉnh nhỏ để không gây phiền hà đến những phòng bên cạnh. Hình sóng của điện tâm đồ đã chuyển thành một đường thẳng. Lúc ra đi,
mà được nằm trên thảm cỏ xanh giữa muôn hoa rực rỡ, rồi từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương, hẳn sẽ là tuyệt vời lắm. Lời của Aya lúc còn sống đang vang vọng về. Ngày 23 tháng 5 năm 1988, lúc 0 giờ 55 phút, Aya ra đi vĩnh viễn. Kishi